Ok, khi các bạn hiểu được chuyện này rồi thì khi các bạn lúc đó các bạn có nhiều tài khoản Shopee, bạn chỉ cần vào cái phần Shopee này đó, bất kỳ cái tài khoản, cái gói nào, Go Web, Go App, Go Bot, Go Lead, đều sẽ có cái phần này đó. Sau đó bạn sẽ cần vô nâng cấp thêm cái gói Bot, nâng cấp thêm Shopee với lại chi nhánh xong đó, thì bạn sẽ có quyền gán nhiều tài khoản Shopee cho nhiều chi nhánh đó. Bạn click vào đây, bạn thêm tài khoản. Thì ở đây bạn nhớ là sẽ chọn Việt Nam à. Các bạn ghi à, Việt Nam à. Comment nếu bạn Việt Nam. Việt Nam. Thường các bạn vào đây các bạn sẽ đăng nhập, các bạn quên chọn thì lúc đó sẽ không có thể đồng bộ được. À, bao nhiêu các bạn đang biết sử dụng tài khoản ở trên GoSale á, thì lát chút nữa các bạn sẽ vô thực hành bằng cách là mình lấy tài khoản Shopee của mình rồi mình kết nối được mà. Bao nhiêu các bạn học xong bài này sẽ thực hành luôn các bạn? Comment đi, thực hành ngay. Thực hành ngay. Ở đây nó còn trống đó 16 chỗ nè các bạn. Nay mình đã đăng ký cái 16 cái, còn dư 16 à. Lấy cái nữa các bạn vô thực hành luôn ạ. Bên CS có thể liên hệ giám thị Quỳnh. Giám thị Quỳnh sẽ cho các bạn đăng nhập vào đây để các bạn kết nối được không ạ? Ok. Sau đó các bạn sẽ kết nối một cái tài khoản này. Được không ạ? À, mình sẽ ngắt kết nối một cái này ha. À, sau đó các bạn sẽ kết nối lại. Đó, đây là cách mà có thể ngắt một kết nối một tài khoản sau đó kết nối lại. Còn nếu mà bạn không thích thì bạn có thể xóa luôn cái tài khoản đó. Đó. Khi mà bạn xóa thì bạn có thể có quyền chọn là xóa sản phẩm này trên GoSale luôn. Rồi, khi bạn muốn thêm tài khoản mới thì khi lúc mà bạn thêm á thì bạn sẽ chọn coi coi là cái tài khoản này thuộc cái kho hàng nào, để cái kho hàng đó nó sẽ xử lý đơn và nó sẽ trừ số lượng của những cái sản phẩm trên cái kho hàng đó. Bao nhiêu các bạn hiểu về cái chuyện mà gán tài khoản cho kho hàng? Comment cực hiểu. Comment các bạn. Rất hiểu. Ok. Rồi. Đây là bước số 1. Được các bạn. Tức là các bạn vừa kết nối thành công tài khoản với lại kho hàng. Kết nối thành công. Được không ạ? Chưa có xong. Các bạn sẽ vào phần đây, thông tin tài khoản. Rồi các bạn comment đi ạ. Thông tin tài khoản. Các bạn vào đây, các bạn chọn cái tài khoản đó các bạn vừa mới đồng bộ hay sao đó. Các bạn bấm cái nút tải sản phẩm và đồng bộ đơn hàng này. Cái nút này nó có tự động đồng bộ, làm hầu như trừ 1 cho đến 2 tiếng sẽ tự động một lần. Rồi các bạn ghi đi, tự động thì 1 đến 2 tiếng đó. Ghi các bạn, tự động thì 1 đến 2 tiếng ạ. Ok. Còn bây giờ các bạn muốn liền thì làm sao các bạn? Muốn liền thì làm cái gì ạ? Muốn liền thì mình làm cái gì các bạn? Muốn có liền luôn, muốn có liền ngay từ bây giờ luôn thì làm cái gì ạ? Làm tay, đúng rồi, mình làm bằng cơm nha các bạn. Mình click vào đây các bạn. Mình làm bằng cơm. Đó, mình sẽ click vào. Thì khi mà mình click vào thì nó sẽ chạy về đâu các bạn? Chạy về đâu ạ? Các bạn thấy không ạ? Các bạn có thấy trên màn hình có một cái giao diện là sản phẩm từ Shopee. Thấy, comment thấy các bạn. Đó, các bạn vào đây. Đó, thấy đúng không ạ? Sau đó mình sẽ chọn những cái sản phẩm nào trên cái tài khoản mình mới vừa đao. Đó, ví dụ như tài khoản của mình là Capul nhìn nè. Ok vô. Sau đó các bạn click vào cái nút này. Đó. Các bạn thấy, nếu mà thấy Lộc đang chĩa cái mũi tên vào một cái ô trống thì comment một các bạn. Mình chọn vào đây. Sau đó mình chọn cái này, mình bấm chọn hành động và mình bấm tạo mới sản phẩm. Cái nút này có nghĩa là gì ạ? Tức là bạn sẽ lấy những cái sản phẩm bạn đã đăng rồi trên tài khoản Shopee. Đối với những cái người mà họ đang kinh doanh Shopee và có sản phẩm sẵn, họ sẽ đồng bộ hết tất cả các thông tin sản phẩm về trên GoSale là ở tại đây rồi. Sau đó mình bấm cái nút này, tức là họ sẽ lấy những cái sản phẩm ở đây, nó sẽ lấy những cái thông tin này đăng lại vào cái phần quản lý sản phẩm ở trong này. Bao nhiêu các bạn đã rõ được cái phần mà tải sản phẩm à? Mình hãy ghi rõ. Đúng rồi. Rồi. Chưa rõ.
Ok, giải thích lại. Rồi giải thích nha. Tạm thời hiểu được rằng đây là cái tài khoản Shopee 1 của mình. Đó, khi mình bấm ở đây, ở trên Shopee 1 của mình nó có danh sách rất nhiều cái sản phẩm. Đúng không ạ? Thì đây là những cái sản phẩm ở trên Shopee của mình nè. Ok à? Nó chưa có về GoSale. Nó chỉ mới được lưu ở trong cái sản phẩm, nó cho mình biết được là à ở trên Shopee thì mình có bao nhiêu sản phẩm. Bao nhiêu các bạn hiểu được rằng là ở chỗ cái trang này à, sản phẩm từ Shopee là cái trang cho mình biết được rằng ở trên Shopee mình có bao nhiêu sản phẩm. Bao nhiêu các bạn đang rõ phần này, còn mình rõ. Ok. Ở đây tạm thời hiểu rồi đúng không? Nhưng ở trên GoSale nó chưa có một cái sản phẩm nào lưu ở trên hệ thống quản lý sản phẩm hết. Tức là khi mà mình muốn cập nhật kho hàng, mình muốn đổi thông tin, mình muốn nhập thứ tự ưu tiên, mình muốn thay đổi gì đó rồi để mình lấy những cái sản phẩm đó mình đồng bộ lại trên web hoặc đồng bộ lại trên cửa hàng thì nó chưa có. Các bạn hiểu không ạ? Nếu hiểu hãy comment. Rất hiểu. Rất hiểu, đúng rồi. Thì bây giờ làm sao để mình lấy cái những cái sản phẩm này mình đem nó về GoSale để mình có thể thao tác đưa vô web, mình có thể bán ở tại cửa hàng, mình muốn ở trên nhiều kênh nữa. Mình bấm nút chọn hành động và bấm tạo mới sản phẩm vào GoSale. Đối với trường hợp các sản phẩm này chưa được tạo lần nào hoặc là chưa đồng bộ, à, bao nhiêu các bạn tới đây rõ rồi ạ? Rõ. Ok, mình bấm đồng ý. Đối với những cái sản phẩm mà đã có rồi thì mình sẽ chọn là cập nhật. Đúng không ạ? Cập nhật. Cập nhật tức là nó đã có đồng bộ và nó có trên GoSale rồi, nó chỉ cập nhật lại thôi. Nếu bạn có thay đổi gì ở trên Shopee thì nó sẽ cập nhật vô. Rồi. Bao nhiêu các bạn đã rõ về phần này, mình comment rõ. Phần này nó hơi phức tạp, nó giảng mấy lần rồi các bạn cũng chưa có nắm nên anh phải dạy kỹ. Rồi. Thì cái sản phẩm nó đã lưu vào trong này rồi. Tuy nhiên. Rồi các bạn ghi nè. Tuy nhiên, comment đấy các bạn. Tuy nhiên. Tuy nhiên. Đúng rồi. Sẽ có một số sản phẩm nó không thể nào mà nó lưu về được. Vì sao ạ? À? Vì nó bị trùng hoặc là vì một lý do nào đó khách hàng họ muốn gán cái sản phẩm trên Shopee đó cho một cái sản phẩm có sẵn ở trên GoSale. Rồi. Các bạn thấy ở bên tay trái lọc nó có ghi là áo sơ mi nữ tay dài không ạ? À? Bao nhiêu các bạn thấy? Thấy, rồi. Comment thấy. Thấy cái áo sơ mi nữ tay dài không ạ? À? Ok, tuyệt vời. Cái sản phẩm này thật sự là mình đã tạo nó ở trên GoSale rồi. Tức là bây giờ mình không muốn nó đồng bộ nữa. Tại vì nếu mà nó đồng bộ về thì nó sẽ thành hai cái sản phẩm mà như vậy nó sẽ vô lý. Thực tế là mình chỉ có một mã thôi. Thì mình muốn gán cái mã áo sơ mi nữ tay dài cho cái sản phẩm đã có sẵn mình tạo rồi. Đó, các bạn hiểu phần này không ạ? Hiểu cái phần gán không ạ? Tức là mình gán một cái sản phẩm tạo trên tài khoản Shopee và mình đã tạo trên GoSale. Đó là mình tạo hai lần. Bây giờ mình link, tức là mình gắn hai hàng này lại thành một. Còn mình rõ các bạn, còn mình rõ rồi. Ok. Gắn. Đúng rồi. Thấy cái nút gắn không ạ? Thấy cái nút gắn không ạ? Đó. Rồi. Thì mình sẽ sort. Thì ở đây nó sẽ sort ra ở cấp độ là sản phẩm phân loại. Variation là sản phẩm cấp độ là ví dụ như là màu sắc là sẽ có màu đỏ, màu xanh, màu đen vậy đó. Nó sẽ sort ra cái áo đó ở cấp độ đỏ, xanh, đen luôn, đó là sản phẩm phân loại luôn. Rồi các bạn ghi à, nếu mà sort ở chỗ này thì sẽ sort ra sản phẩm phân loại. Sản phẩm phân loại, comment các bạn. Sản phẩm phân loại. Rồi. Sau đó các bạn sẽ tìm ra cái sản phẩm phân loại mà nó khớp với là cái sản phẩm này. Đó các bạn muốn gán. Các bạn thấy cái mã sản phẩm Shopee bên tay trái không ạ? Rồi. Các bạn thấy mã sản phẩm của GoSale bên tay phải không ạ? Đây là hai cái sản phẩm khác nhau, đúng không ạ? Nhưng khi nó đã gán thành một rồi, đúng không ạ? Thì có một cái đơn hàng phát sinh mua cái sản phẩm này trên Shopee
thì nó sẽ tự trừ trừ số lượng ở trên GoSell và nó cập nhật lại trên những cái tài khoản khác. Bao nhiêu các bạn hiểu phần này ạ? Đọc nói ví dụ như cái sản phẩm này là ở kho hàng các bạn có 100 đi. 100. Mà các bạn đăng lên 4 tài khoản rồi thì thay vì các bạn phải nói là 400 nhưng thật ra nó chỉ có 100 thôi. Thì cái này nó sẽ là 100 luôn. Nếu có phát sinh ở đơn hàng ở cái kho hàng nào đó thì nó sẽ tự động trừ và nó cập nhật lên trả cả 4 tài khoản cộng với cái kho hàng thực tế luôn. Rồi bao nhiêu các bạn đã hiểu phần này, comment rất hiểu các bạn. Rất hiểu. Cái mục đích gán cái việc này là để cho nó đồng bộ cái thông tin sản phẩm. Sao hình sản phẩm trên GoSell khác hơn? Cái sản phẩm bên trái này là sản phẩm tạo ở trên Shopee. Cái sản phẩm trên GoSell này là tạo ở trên GoSell. Ok chưa? Ví dụ nha, ở trên tài khoản 1 Lộc sẽ đăng cái đó là cục sạc iPhone. Nhưng ở trên tài khoản 2 Lộc sẽ ghi là cục sạc iPhone kiểu mới. Đó. Ở trên tài khoản 3 là cục sạc iPhone giá rẻ. Ở trên tài khoản thứ tư là cục sạc iPhone 2021. Nhưng thật ra trên GoSell á, Lộc quản lý bán hàng thì Lộc đâu có cần phải đặt nhiều tên vậy đâu. Để có thể cạnh tranh hoặc là làm hiển thị trên Shopee Lộc không cần. Lộc sẽ đặt đơn giản là cục sạc iPhone. Ok chưa? Thì những cái sản phẩm nó khác nhau trên nhiều tài khoản khác nhau thì nó cũng là một cái cục sạc iPhone thôi. Thì mục đích gán này là để gì ạ? Để cho nó đồng bộ về số lượng các bạn. Đó, các bạn ghi ạ. Gán tài khoản Shopee với lại GoSell để đồng bộ số lượng. Cảm ơn đấy các bạn. Gán để đồng bộ số lượng. Cảm ơn các bạn. Đồng bộ số lượng, đúng rồi. Rồi. Khi các bạn đã kết nối xong, gán xong hết tất cả mọi thứ, đao sản phẩm về. Đây, có khách hàng họ thích đồng bộ, có khách hàng họ không thích đồng bộ. Ok. Mình sẽ cho vào phần cài đặt. À, cài đặt Shopee, các bạn ghi là cài đặt Shopee. Cài đặt Shopee các bạn. Đúng rồi. Ở trong phần cài đặt Shopee này, mình sẽ có thể chọn tự động hoặc không tự động đồng bộ. Tức là khi mà cập nhật số lượng ở trên GoSell á, nếu mà ai chọn không đồng bộ á, họ phải vô họ cập nhật bằng tay từng cái từng cái từng cái. Còn người nào mà họ thích đồng bộ hết thì họ sẽ chọn cái này, thì nó sẽ mặc nhiên chỉ cần thay đổi số lượng thôi thì nó sẽ tự động đồng bộ lên trên Shopee. Nghĩa là cập nhật lên 4 tài khoản là 100, thì nếu khách hàng mua trên Shopee là một trong 4 tài khoản sẽ tự trừ trên. Đúng rồi chị. Đúng rồi chị Thi. Nếu khách hàng mua trên Shopee một trong 4 tài khoản. Đương nhiên. Nãy giảng phần này rồi. Rồi. Bao nhiêu các bạn biết cái app GoSeller? Comment các bạn GoSeller. Comment đi ạ, GoSeller. Rồi. Các bạn lên trên điện thoại của mình Android hoặc iOS. Nghe ạ, GoSeller các bạn tải nó về. Thì khi các bạn đăng nhập cái tài khoản Mickey của Lộc vô nè, nếu có một cái đơn hàng Shopee các bạn đã đồng bộ, các bạn lát chút nữa các bạn đồng bộ cái tài khoản xong kéo đơn hàng về, thì ở đây là mỗi khi có đơn hàng trên Shopee thì nó sẽ báo về. Các bạn tưởng tượng nha, các bạn có 4 tài khoản, mỗi tài khoản một ngày có khoảng 200 đơn cho đến 1.000 đơn, thì một ngày nó sẽ bắn tin nhắn về bao nhiêu nó về càng cả hàng trăm hàng ngàn tin nhắn đúng không ạ? Thì nó sẽ bắn thông báo liên tục ở trên cái điện thoại nếu mà bạn cài cái app của GoSeller. Bao nhiêu các bạn hiểu cái phần chỗ thông báo này? Hiểu rồi. Nếu bạn bật cái nút màu xanh như nè, tức là có đơn hàng trên Shopee mà nó đã link trên cái tài khoản này thì nó sẽ báo về trên cái app của GoSeller đó cho mình liên tục. Nếu bạn tắt thì có đơn hàng từ Shopee nó sẽ không báo. Đúng không ạ? Tức là nó vẫn lưu lại trong phần đơn hàng nhưng nó sẽ không thông báo. Bao nhiêu các bạn đã rõ thì ghi rõ. Rồi. Rồi các bạn comment đi các bạn. Bấm bài bài tập nè các bạn. Bài tập nè. Down app GoSeller về điện thoại. Down app GoSeller về điện thoại. Đăng nhập cái
tài khoản này của Lộc nè, tài khoản Mickey nè, đó đăng nhập vô. Sau đó các bạn vào cái phần mà quản lý tài khoản, các bạn thêm mới vô cho Lộc, đó là thêm tài khoản vô. Rồi thêm mới tài khoản Shopee vô các bạn. Ủa sao không thấy ai comment bài tập ta? Đau áp vô sau lò về, đăng nhập tài khoản Mickey, thêm mới tài khoản Shopee, đúng rồi. Đồng bộ sản phẩm từ tài khoản Shopee về GoSale. Đồng bộ sản phẩm từ Shopee về GoSale. Comment các bạn. Đồng bộ sản phẩm từ Shopee về GoSale. Rồi. Sau đó các bạn lên trên Shopee. Lên trên Shopee. Thay đổi thông tin. Sau đó mình sẽ bấm đồng bộ lại lần nữa. Đây. Mình sẽ bấm đồng bộ lại lần nữa. À. Ok giờ. Tức là mình đang làm công đoạn để mình làm bài tập về kéo từ Shopee về GoSale. Đó. Sau đó mình sẽ chọn cái sản phẩm nào mà mình đăng lên trên Shopee á. Mình kết nối đó. À, các bạn thấy cái chuyện mà Lộc đang thao tác không? Các bạn đang thấy không ạ? À? Nếu comment thấy hay, hay đồng bộ thì comment thấy rồi các bạn. Hồi nãy là đồng bộ xuống, bây giờ Lộc chỉ cho các bạn làm đồng bộ lên nè. Rồi, cái sản phẩm này nếu mà có rồi thì chỉ ghi là đồng bộ lại. Còn nếu mà nó là hoàn toàn mới thì tức là mình sẽ tạo thêm một cái mới. Mình sẽ ghi là đồng bộ lại. Rồi. Ở Shopee. Ở Shopee được không ạ? Ở Shopee thì các bạn cũng sẽ phải điền tên, mô tả, SKU, phân loại hàng, thông tin giao hàng vận chuyển, giống như cái việc mà Lộc đã chỉ ở trong phần tạo sản phẩm, bộ sưu tập và các bên vận chuyển. Thì cái trang mà các bạn đang nhìn ở trên này, trang này gọi là trang gì ạ? Trang này là trang tạo sản phẩm. Thay vì các bạn làm ở trên Shopee thì làm trực tiếp ở trên GoSale luôn ạ. À. Các bạn ghi là trang tạo sản phẩm. Trang tạo sản phẩm. Đúng rồi. Thay vì các bạn phải vào trên Shopee các bạn thao tác thì các bạn thao tác ở trên GoSale luôn. Rồi. Các bạn nhớ công thức đặt tên sản phẩm là gì không các bạn? Nhớ công thức đặt tên không ạ? À? Nhanh nhanh các bạn ơi, 5-10 phút nữa mình xong rồi. Tên, chủng loại, thương hiệu. Đúng rồi. Cộng thêm cái SKU nữa nha. Mô tả này là cái mô tả gồm có thông tin chi tiết sản phẩm, xuất xứ, nguồn gốc, chính sách, mua hàng gì đó. Thêm hashtag vào đây cho Lộc. Và đặc biệt các sản phẩm của bạn không chứa các từ khóa của thương hiệu nha. Nike, Adidas, iPhone, Apple, Samsung, Nestle, những cái sản phẩm nào mà có tên thương hiệu đã đăng ký rồi đó, các bạn không được bỏ vào đây nha các bạn. Ghi đi các bạn. Không được bỏ tên thương hiệu vào phần mô tả. Comment, comment, comment. Đúng rồi. Hình ảnh. Hình ảnh đăng lên Shopee là từ 4 cho đến 6 hình ảnh. Khách hàng mua hàng Shopee, định shop em. Không, không được. Cái trang này là trang của Shopee. Không được. Không chứa từ khóa tên thương hiệu. Rồi. Định dạng hình ảnh là hình vuông, nền trắng, 900-900 pixel, tỷ lệ 1:1. Comment các bạn. Nó có rất nhiều định dạng khác nhau, nhưng mà bây giờ mình đang học chung một cái định dạng cho những cái khách mà họ chưa bao giờ kinh doanh Shopee hoặc là họ chưa có biết cách làm chuẩn á, thì mình sẽ chỉ cùng một cái format. Thực sự là có rất nhiều cái format khác nhau và có những format nâng cao nữa. Thì bây giờ mình học format cơ bản trước đi, sau này mình sẽ chỉ những cái đó sau. Hình vuông, nền trắng, 900-900 pixel, tỷ lệ 1:1. Rồi, ok, tuyệt vời.
nhập mã SKU số lượng và giá, thì cái giá này là giá bán thực tế. Rồi các bạn ghi à, giá bán thực tế. Còn muốn làm những chương trình marketing gì riêng của Shopee á, thì phải lên tài khoản trên Shopee làm, chứ không có làm ở trên chỗ của mình. Rồi các bạn phải ghi nè, ghi rõ cái phần này cho Lộc nè. Gán danh mục sản phẩm đúng theo danh mục của Shopee. Ghi các bạn. Gán danh mục sản phẩm đúng theo danh mục của Shopee. Đây, nó nằm ở đây. Nếu các bạn gán sai, nhân viên ở bên chỗ của Shopee người ta đọc cái sản phẩm này, người ta sẽ không có duyệt thì nó sẽ không có lên. Hoặc là khi mà máy nó duyệt thì nó sẽ không lên. Được không ạ? Nhập trọng lượng, kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Rồi ghi từ khóa nè. Sau khi đã đóng gói hàng thành công. Sau khi đóng gói hàng thành công. Rồi. Các cái bên vận chuyển mà nó đang nhìn thấy ở trên màn hình này nè. Đó, các đơn vị vận chuyển này nè. Là các đơn vị vận chuyển ở bên sàn Shopee. Ghi đi ạ. Đơn vị vận chuyển sàn Shopee. Đơn vị vận chuyển sàn Shopee. Comment các bạn. Đúng rồi. Sau khi các bạn bấm xong, các bạn bấm chữ cập nhật hoặc là bấm tạo hả, trên nút đó. Nếu các bạn đang làm hoặc có một cái gì đó lỗi xảy ra, nó sẽ báo là có lỗi trong quá trình đồng bộ. Được không ạ? Còn nếu mà các bạn bấm là tạo mới thành công, cập nhật lên thì nó báo là tạo mới thành công, thì có nghĩa là bạn đã đồng bộ lên thành công. Rồi. Một cái sản phẩm đó, cái sản phẩm này nó có sở hữu nhiều tài khoản, thì một cái sản phẩm bạn có quyền chọn thông tin đồng bộ. Rồi. Comment đi ạ. Một là đồng bộ hết, hai là đồng bộ một trong các số thông tin. Thì có những thông tin nào các bạn có thể chọn? Kho hàng là bạn không chọn được rồi. Thì những thông tin các bạn có thể chọn là tên, giá, mô tả. Comment các bạn. Tên, giá, mô tả. Tên, giá, mô tả. Tên, giá, mô tả. Tức là sao ạ? À? Cùng một cái sản phẩm này có thể là khác tên, khác giá, khác mô tả nhau ở trên Shopee, nhưng cùng đồng bộ, tức là giống nhau về cái số lượng kho hàng. Rồi, đây là nó có chữ cập nhật thành công nha, có nghĩa là bạn đã đồng bộ thành công. Rồi, sau khi bạn làm thao tác là đao tài khoản sản phẩm trên Shopee về, sau đó bạn đồng bộ ngược lên trên lại trên Shopee và sort ra lại trong cái phần quản lý sản phẩm. Nếu có biểu tượng như thế này, có màu của có biểu tượng hiển thị của Shopee, tức là bạn đã đồng bộ thành công. Ghi các bạn, đồng bộ thành công. Rồi. Các bạn lát chút nữa các bạn vô thao tác làm việc đồng bộ này cho Lộc nha các bạn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ mua khoảng tầm 1 hoặc 2 đơn hàng ở trên những cái tài khoản Shopee của mình. Được không ạ? Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bắn thông tin đơn hàng về cái phần quản lý đơn hàng ở trên GoSell. Cộng thêm nữa nó sẽ gửi thông báo về quản lý đơn hàng ở trên GoSeller. Được không ạ? Khi đó các bạn nếu mà có xác nhận đơn hàng này nọ xong, thì nó sẽ gửi cái thông tin khách hàng trên kênh Shopee về phần CRM. Các bạn sẽ vào đây chắc. Được không các bạn? Rồi. Bài training của Lộc về việc về sử dụng nhiều tài khoản Shopee, sử dụng tính năng đồng bộ sản phẩm, đồng bộ đơn hàng, đồng bộ khách hàng và đồng bộ nhiều Shopee ở trên nhiều chi nhánh. Thì đến phần training nâng cao này là đã hết. Không biết bạn nào có câu hỏi gì không? À, nếu mà có câu hỏi thì các bạn hãy
đặt một số câu hỏi. Còn nếu các bạn muốn hỏi riêng thì hãy đặt câu hỏi qua Teams lộc.nguyen@mediastep.com. Lộc sẽ trả lời cho các bạn, tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để có thể tham dự buổi training ngày hôm nay. Và rất là mong các bạn sẽ thao tác và thực hành để có thể ra kết quả. Và chúc cho các anh chị em phòng sale sẽ có được doanh số tốt trong ngày hôm nay và cũng như trong tháng này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn CS sẽ hoàn thành bài tập và sẽ tốt nghiệp chương trình training nâng cao. Cảm ơn các bạn tham dự marketing. Chúc các bạn sẽ viết ra nhiều bài nội dung hấp dẫn và thu hút được nhiều traffic. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.